Chào các bạn, video lần trước tôi đã giới thiệu với các bạn về chế độ Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật. Video này tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp phần 2 về chế độ Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật để các bạn thực hiện cái công việc sửa chữa cũng như là hiểu rõ về xe. Tiếp theo là mục cylinder cut out, hay chúng ta gọi là mục giảm xi lanh. Mục này như các bạn biết là để giảm số xi lanh hay là giảm số vòi phun, kim phun, để chúng ta xác định được kim nào bị hỏng và kim nào còn sống, hoặc là cả cụm kim đều sống hay đều chết. Chúng ta dùng phím 1 ấn vào phía trên thì nó sẽ ra cái màn như thế này, và đây là cái máy ở bên trái của các bạn. Và máy này là máy gì, tất cả đều hoạt động. Nếu ta ấn vào phía 1 phía trên ở bên công tắc số 2 thì các bạn sẽ ra đó là máy gì bên phải đó. Nếu ta ấn vào số 1 ở phía dưới thì nó lại quay lại là bên trái. Và cứ như vậy bây giờ chúng ta đi vào sâu vào trong thì chúng ta ấn số 1 ở công tắc số 1 phía trên thì nó sẽ ra được là thứ tự của các xi lanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, và như vậy lúc này các bạn thực hiện cái công việc cắt vòi phun của các bạn bằng cách các bạn ấn chọn lựa xi lanh số 1, số 2 hoặc số 3. Cũng tương tự như vậy đối với máy bên trái, cũng như vậy chúng ta có thể ấn tiện số 1 để chúng ta vào bên trong để chúng ta cắt. Đó là cái quá trình chúng ta giảm số xi lanh để chúng ta xác định được. Về cơ bản, khi các bạn giảm xi lanh thì lượng nhiên liệu phun lên ăn thì phải đủ. Như vậy sau khi đó thì khi các bạn giảm thì lượng nhiên liệu của chúng ta phải tăng, còn khi các bạn không giảm thì lượng nhiên liệu phải đủ. Nếu lượng nhiên liệu mà không tăng thì chứng tỏ con kim phun đó bị chết. Sau đó chúng ta thì ấn phím 1 ở phía dưới để chúng ta quay ra ngoài. Đó là qua toàn bộ quá trình cylinder cut out giảm số vòi phun. Tiếp theo chúng ta chuyển sang từ mục cylinder cut in cut out, chúng ta sang cái mục đó là low injection. Low injection này để chuyển sang các bạn dùng phím 2, các bạn ấn phía trên. Sau đó thì sang mục low injection này rồi các bạn ấn phím 1 ở phía trên thì để đi vào trong low injection. Đây là low injection cranking jury, tức là khi các bạn vào đây rồi và các bạn ấn xác nhận ở phía phím 1 phía dưới thì là máy đã xác nhận với chúng ta là ở cái chế độ low injection cranking. Và khi đó thì các bạn tắt chìa khóa đi, các bạn đề, hoặc các bạn đề luôn cũng được, các bạn đề luôn thì đúng hơn, thì khi đó thì máy của chúng ta sẽ không nổ mà lúc này nó chỉ xoay đề thôi. Sau khi khoảng 3 phút đến 5 phút gì đó, các bạn, đây là các bạn đề ngắt quãng khoảng độ 2-3 giây các bạn dừng, các bạn lại đề tiếp. Các bạn đề khoảng độ 2-3 phút gì đó thì đâu đó các bạn tắt máy đi, lúc này các bạn mới tắt on đi và các bạn đề lại thì lúc này nó sẽ xe sẽ nổ. Khi mà chúng ta muốn thoát khỏi cái chế độ low cranking này thì chúng ta ấn phím số 1 phía dưới thì nó lại quay ra hạng mục tiếp theo. Tiếp theo tôi giới thiệu với các bạn hạng mục số 6 trong chế độ service mode, đó là chế độ hạng mục turning, tức là hạng mục điều chỉnh. Ở hạng mục này mục đích của các bạn làm gì? Để điều chỉnh các thông số dòng điện cũng như cài đặt lại, dạy lại các phần mới lắp cho chúng ta.
cho xe của chúng ta, ví dụ như là các bạn đại tu hộp số, là đại tu thay thế van, thay thế hộp đen đó, thay thế các bộ phận khác trong hệ thống chuyển động hộp số. Đây ví dụ như là hộp số, ECB van. Và một số những các thiết bị khác liên quan đến vấn đề turning trong hộp, trong hệ thống chuyển động. Vì thời gian có hạn cho nên tôi chỉ nói những cái mục chính thôi, để các bạn tìm hiểu kỹ sâu thì các bạn vào trong shop menu để các bạn sẽ tìm hiểu. Đó là mục số 7 trong cái hạng mục bảo trì bảo dưỡng, chế độ bảo trì bảo dưỡng, đó là maintenance monitor. Ở cái chế độ này thì như chúng ta biết là để vào chế độ này thì các bạn vào chế độ service xong vào 491, xong các bạn chọn mục maintenance monitor, di chuyển công tắc số 2. Sau khi các bạn chọn maintenance monitor, các bạn sử dụng công tắc số 1 để các bạn ấn phía trên, thì nó sẽ ra được hạng mục bên trong của maintenance monitor. Ở maintenance monitor thì nó sẽ như vậy, là chúng ta ấn số 1 thì nó ra được cái hạng mục này. Như các bạn biết là màn hình của chúng ta có thể đặt lại cái thời gian bảo dưỡng cho các loại lọc và dầu khác nhau dựa trên việc thay đổi thời gian và hiển thị cho thời gian cho dầu và lọc. Màn hình máy cũng có thể kích hoạt hay hủy kích hoạt của chức năng này. Như vậy là sau khi mà chúng ta muốn chọn lựa cái thời gian này thì hạng mục này thì chúng ta có thể cài đặt lại cái thời gian. Ở đây chúng ta có từ hạng mục số 41 đến hạng mục các hạng mục lọc và dầu thì chúng ta có thể thay đổi cái thời gian này được. Như vậy là từ số 41 đến cái số hạng số 10 này đó, đến cái số 4 và đến cái số 11, đến số 8, đến số 10 thì chúng ta có thể thay đổi được thời gian. Còn lại là Integer và cái hạng mục All Time Off or On này thì chúng ta chức năng này có thể thay đổi hết hạng mục. Tóm lại tức là từ hạng mục số 41 đến hạng mục số 10 thì chúng ta thay đổi từ cái 1, nhưng riêng hạng mục Integer và cái All Time Item này thì chúng ta có thể thay đổi tất cả hạng mục. Đó. Các bạn muốn thay đổi tất cả hạng mục thì các bạn vào ở đây thì thay đổi như nào, tức là chúng ta có thể tắt đi hoặc chúng ta bật lên để chúng ta theo dõi. Đó, đây cái hạng mục mà chúng ta on hoặc off, tức là tắt hoặc bật. Đây chúng ta muốn tắt thì chúng ta chuyển tất cả sang off, hoặc không thì chúng ta quay lại. Như vậy đối với hạng mục maintenance monitor này, để cho chúng ta biết đó là chúng ta có thể cài đặt lại cái thời gian, thông số thời gian của lọc cũng như của dầu, tóm lại của hạng mục bảo trì bảo dưỡng cho người thợ vận hành. Đối với hạng mục số 8, đó là hạng mục operation inform. Hạng mục này thì các bạn biết là nó để cho chúng ta hiển thị mức tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi dặm và mỗi lần, hoặc là mức tiêu thụ nhiên liệu cho mỗi giờ, cho tới cái thời gian mà tích lũy cũng như khoảng cách tích lũy được cho quá trình xe chạy. Như đây các bạn sẽ thấy là mức tiêu thụ nhiên liệu trên km và mức tiêu thụ nhiên liệu trên giờ. Còn đây là mức tiêu thụ, tổng mức tiêu thụ nhiên liệu và tổng mức mà khoảng cách xe chạy được. Ở đây cũng như vậy, tổng mức tiêu thụ nhiên liệu và tổng xe khoảng cách xe chạy. Đây là tổng mức nhiên liệu tiêu thụ và tổng số giờ xe chạy. Còn đây là số tấn cũng như là mức tiêu thụ. Như vậy nó cho chúng ta biết được toàn bộ các thông số về mức tiêu thụ của xe trên các đơn vị đo tham chiếu mà chúng ta cần quan tâm. Đó. Giá trị nhiên liệu là sự tích lũy. Ở đây các bạn biết là cái
cái giá trị mà cái thời gian tích lũy ở trên màn hình này thì nó sẽ không chính xác. Tại sao? Bởi vì là giá trị nhiên liệu này là sự tích lũy của nó tính theo cái tỷ lệ phun được truyền từ hộp điều khiển tới kim phun, và tính theo cái tín hiệu đó. Vì thế cho nên là nó không đo lường được chính xác, hay nói cách khác nó đo lường một cách gián tiếp thông qua các tín hiệu và điều khiển từ hộp điều khiển tới kim phun. Đó, nó có thể tức là nó không phun, nó không đo lường một cách trực tiếp. Như vậy mức độ chính xác của nó sẽ có một cái dung sai nhất định, khoảng độ chính xác khoảng tới 99%. Như vậy chúng ta đã hiểu rõ về cái chế độ Operation Inform này. Về cái việc mà giá trị các bạn đặt lại ấy, thì nó có thể lên tối đa là 99999,9 nít trên km, hoặc cũng giá trị hiển thị tối đa là 99999,9 nít trên giờ. Đó. Và nó cũng có thể hiển thị tối đa là 9,9999 lít trên km. Như vậy là chúng ta không cần phải lo lắng về cái giá trị mà chúng ta đo số nó có thể nhiều với mức độ lạc ở trên màn hình này. Đó là một số các đặc điểm chú ý đối với cái phần information, operation information phần số 8. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ fix mode trong cái hạng mục service bảo trì bảo dưỡng. Ở chế độ này thì các bạn biết là khi màn hình hiển thị, người thợ vận hành có thể đo đạt được cái tốc độ không tải cao và tốc độ của biến mô, kiểm tra thực hiện cái hiệu quả của động cơ. Hay nói cái khác, tức là cái chế độ này để chúng ta đánh giá được cái hiệu quả sử dụng động cơ như thế nào, bằng cách chúng ta đo tốc độ không tải cao cũng như là đo cái tốc độ mắc lớn nhất của biến mô mà có thể chịu đựng được. Nếu như mà chúng ta chọn lựa cái chế độ này, chúng ta giữ ấn phím 1 ở phía trên, chúng ta giữ thật chặt lâu một chút, nó sẽ đi vào bên trong. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là ở chế độ Engine Mode A thì chúng ta sẽ thấy là với nhiệt độ của top converter của biến mô là 40 độ C và vòng quay là 0,0. Ở đây bởi vì chúng ta là không nổ máy cho nên là nó sẽ không hiển thị cái số vòng quay ở đây. Như vậy là trước khi vận hành, các bạn chú ý là các bạn phải đóng phanh đỗ. Các bạn mà để thực hiện cái công việc này thì các bạn phải đóng phanh đỗ, và đồng thời là trên màn hình của chúng ta là không được có lỗi hiển thị. Sau đó các bạn chọn lựa chế độ các bạn nhớ và các bạn mới thực hiện cái công việc fix mode này. Đó, đây là chế độ mode B, vòng quay là bao nhiêu, biến mô là nhiệt độ biến mô là bao nhiêu, mode C, mode D. Như vậy là có mode A. Như vậy chúng ta có gì, 4 cái chế độ khác nhau để người thợ vận hành chúng ta hoặc người thợ kỹ thuật chúng ta có thể đo đạt được các thông số của động cơ cũng như là của biến mô, để chúng ta đánh giá được cái hiệu quả sử dụng của động cơ ở chạy ở chế độ nào là tốt nhất. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần 2 về chế độ Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật của xe tải đâm chắc HD785-7 của Komatsu. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ nợ.komatsuvietnam@gmail.com, hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới.